truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Mình còn có 20.000 à. Mà sao mẹ đứa bé đi đâu mà lâu dữ vậy ta? Bây giờ con bé mà đòi ăn cái gì nữa, tôi bó tay luôn á. Mẹ ăn gà rán nha bố mẹ. Em ngồi yên đi, em ăn mấy cái này đi, xong một tí nữa mẹ tới, xong rồi chị nói mẹ mua cho em nha. Em ăn gà rán nha bố mẹ. Tí nữa thôi mà nha. Em ăn gà rán bố mẹ. Thôi mà, một tí nữa thôi nha. Bố mẹ muốn ăn gà rán. Trời ơi, nhức đầu quá. Bố mẹ muốn ăn gà rán bố mẹ. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Em ơi, mẹ. Dạ? Em làm gì mà để con bé nó khóc la ông sùm vậy? Dạ, không có gì đâu chị ơi. Thôi, chị Vân có chuyện gì xảy ra cho chị? Em muốn ăn gà rán bố mẹ. Tôi nghi cái con này nó bắt cóc con bé mà. Rồi, bắt cóc đúng không? Dạo này trên TV xảy ra bắt cóc quá chừng quá đúng luôn. Em muốn ăn gà rán bố mẹ, muốn mẹ. Bà ở đây bà trông chừng nữa nha, để tôi chạy đi kêu bảo vệ. Em muốn ăn gà rán bố mẹ, muốn mẹ, muốn ăn gà rán. Tôi kìa. Gì hả? Ông Quanh nè. Mẹ muốn ăn rồi đó. Trời ơi, tôi đang gấp lắm. Ông ra đây lẹ anh đi. Em muốn mẹ. Tôi đang ở công viên Hoàng Văn Thụ. Em muốn mẹ. Nhanh nha. Em muốn ăn rồi đó. Thì ok, làm gì mà để cô bé la ông sùm hoài vậy? Dạ. Không có gì đâu. Muốn mẹ. Cô bé là ai? Tại sao cô lại giữ nó? Con này hình như nó bắt cóc của chú bảo vệ. Hồi nãy á, có một cô tới đây rồi dẫn con bé này theo, xong rồi đau bụng quá rồi đi toilet gì đó rồi tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ giữ giùm thôi à. Không có bắt cóc đâu, tôi muốn bắt cóc mà, tin tôi đi. Trời ơi, có ai mà bắt cóc mà nhận mình là bắt cóc đâu. Em ơi, em có thấy một ai là cô gái 18 tuổi không em? Dạ, thấy rồi. Cảm ơn. Anh ơi, nãy giờ anh có thấy một cô gái 18 tuổi ôm ốm không anh? Anh ơi. Mai anh có thấy một cô gái 18 tuổi không anh? Đứa bé nó mới được đưa lên công an tìm được ba mẹ ruột. Chị. À, hai chị cho em hỏi là hai chị có thấy một cô gái 18 tuổi mà ốm ốm, nhỏ nhỏ con thôi, ở khu vực gần đây nè. Có phải cái cô gái và em bé lúc nãy không ta? Đứa bé mà nó la ôm sồm lên đó. Cậu là cha của đứa bé hả? Cậu làm cái gì mà hồi nãy để vợ con khóc la ôm sồm ngoài đường vậy? Dạ không phải. Có phải cậu đi hẹn hò với cô gái khác đúng không? Tôi biết mà. Là ông bây giờ không có tin tưởng được đâu. Dạ không phải. Bây giờ cậu muốn tìm vợ con cậu thì lên phòng trực bảo vệ đó. Hồi nãy người ta tưởng vợ cậu bắt cóc con nít đưa lên phòng trực bảo vệ rồi. Cảm ơn hai chị. Nhưng mà phòng bảo vệ chỗ nào hai chị? Đây nè. Được rồi, em cảm ơn. Gì của họ? Em là mẹ của nó nè chị. Chị ơi, chị tìm cô gái hả? Đúng em. Ủa, vậy là cậu hay cô này là cha mẹ ruột của đứa bé vậy? Tôi là mẹ của nó nè. Vậy cậu đi tìm cô gái để làm gì? Dạ, là bạn của em. À, tôi biết rồi. Thì ra cậu với cô gái đó là đồng bọn đúng không? Con gái tôi đâu, chẳng con gái tôi mà lên. Không phải chị. Chị bình tĩnh đã. Nghe em nói nè. Bình tĩnh là cái gì mà bình tĩnh? Cậu, tôi biết mà. Cậu với con cái đó là đồng bọn nha đúng không? Nghe em nói đúng không? Không phải. Trả con gái tôi mau lên. Bây giờ nè. Hồi nãy là trước khi mà tôi được gửi con gái tôi á,
là cô gái đó cho cô tôi 20 ngàn. Cho nên này không qua tố giác cái gì hết á. Bây giờ mình tự nhiên cất cặp. Chị, bây giờ nghe em nói nè. Chị nghe em nói nè. Chị nghe em nói nè. Em nghe điện thoại gấp, em chạy tới đây. Cho nên bây giờ em không biết con chị thế nào hết. Nếu như bây giờ chị mình em mình lên tổ dân phố coi đó phải con của chị không. Ok không? Bình tĩnh lại. Những gì cậu nói, ai làm chứng? Ai làm chứng? Thì bây giờ em với chị cùng đi. Đi rồi đi. Đi. Thôi, vậy em mình về luôn chị Vân ơi. À, chị. Chị cho em hỏi là chị biết cái chốt bảo vệ chỗ nào không? Dạ anh, chị đi thẳng ra đằng kia là tới ạ. À, dạ cảm ơn chị. Dạ vâng, không có gì ạ. Con gái, mẹ con ở đâu để chú dắt con lại mẹ? Mẹ con, anh em. What? Mẹ. What? Anh em của mẹ. Trời. Nè, nãy giờ á, này, cô dám bắt cóc con tôi đúng không? Dạ không có. Thì chị bình tĩnh. Bây giờ có chú công an ở đây, có gì cứ từ từ nói chuyện. Dạ. Con làm cái gì mà kêu tôi gấp vậy? Hả? Bây giờ người ta hiểu lầm là bắt cóc con nít kìa. Tôi. Thôi, mọi người cứ ngồi xuống đây, có chuyện gì thì bàn giải sau ha. Vô đây ngồi con. Gái con này con có bị sao không con? Chuyện là như thế này, chị Hiền, Quanh với bé An ngồi chung. Tự nhiên chị Hiền bị đau bụng cho nên là giao bé An lại cho Quanh. Mà bé An thì hiếu động chạy vòng vòng nên là Quanh chạy theo. Rồi mọi người dân thì tưởng là chị Quanh đây là bắt cóc cho nên là bán bảo vệ. Và tôi gặp bảo vệ bàn giao lại cho tôi. Dạ. Trời ơi, làm hú hồn mà. Thế ra là vậy hả? Mọi chuyện đã rõ, Quanh là người trong sạch, không có phải là người bắt cóc, cho nên là mọi người có ý kiến gì không? Dạ không có ý kiến gì đâu, cảm ơn anh. Dạ. Dạ tôi cũng vậy, không có ý kiến gì hết. Dạ không có gì đâu ạ. Đây là trách nhiệm của chúng em. Mà chị Hiền nè, mai mốt đừng có để cho bé nó chạy một vòng như vậy. Hôm nay hơn là gặp chị Quanh đây, chứ nếu mà gặp kẻ xấu người ta bắt cóc bé thì sao? Dạ tôi biết rõ rồi, sau này tôi sẽ giữ bé kỹ hơn và không có để bé ở một mình nữa đâu. Mà thôi, mọi chuyện đã giải tỏa hết rồi. Thì thôi tôi xin phép đi từng tra tiếp. Dạ chào chú. Chào anh. Thôi xin lỗi. Chào anh. Xin lỗi chị nha. Nè trời đất ơi. Hả? Để giữ giùm con chị làm cái gì? Để cho người ta người tưởng là bắt cóc này kia. Trời đất ơi. Nè người ta cũng lợi ích không thấy. Người ta cũng nghĩ tôi liên lụy nè. Người ta cũng nghĩ tôi là bắt tay rồi giao cấu rồi bắt đầu hành hạ trẻ em. Đúng là thiệt tình làm ơn bất quán thiệt chứ. Làm người tốt đúng là không hề dễ dàng chút nào hết ạ. Sao kìa cứ la tôi hoài vậy? Thiệt tình đó là tôi thích con nít mà. Nhỏ giờ sống có một mình nè. Tôi chỉ ước gì có ba mẹ, có anh chị em nè. Sống ở bên nhau, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mày nè, nhìn kìa đó nha. Gian lắm á, cho nên người ta mới nghi ngờ đó. Trời đất ơi, nói thiệt với chị nha. Em nè, đẹp trai sáng ngời nha. Không bao giờ có từ quan hệ với họ hàng cái từ gian nha. Nè, chính cô á là chính bạn em nè. Nhìn cái mặt gian người ta mới nghĩ gian, đúng không chị? Ê, gì nữa? Ủa nào? Ai gian? Thôi, hai em đừng có cãi nữa. Quanh nè, thật sự là chị rất là xin lỗi em nha. Vì để hiểu lầm em là bắt cóc con chị. Và thì chị cũng rất là cảm ơn em vì đã chăm sóc ăn An giùm chị. Đâu có gì đâu, em được gặp An á là em vui lắm á. Thôi con, bây giờ con chào anh chị đi rồi mình đi về nha. Thơm cái nào. Tạm biệt An nha. Gặp được An vui quá à. Mà nè, An nhớ nha, về là phải nghe lời mẹ, nghe chưa? Dạ. Sẵn chăm học nghe chưa? Đi, về con. Bye. Bye. Dạ. Em trai nè, thật sự là chị rất là xin lỗi em. Tại hồi nãy có những cái lời không có hay nói hơi quá đáng dành cho em đừng có buồn chị nha. Chị ơi, dạ không sao hết. Em hiểu được á, người mẹ mà đang tìm con như thế nào, nên chị đừng có lo nha. Thôi giờ chị về nha. Dạ chị. Về con. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye anh chị đi. Đi. Dễ thương quá à. À đúng rồi, tiền lương của tôi mua đồ chơi cho An hết trơn tiền rồi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra một chuyện rất là thú vị. Chuyện gì vậy? Ngoài ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này,
còn lại là Oanh đó, là người tốt và thật thà từ trên trời rơi xuống á. Ê, chồng tôi nữa hả? Nhưng mà không sao, hôm nay gặp được An An mình cũng rất là vui. Ê, kìa, chờ tôi. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ